Rồi giờ mình sẽ bỏ thêm một miếng rau găm cho nó thơm. Thơm luôn. Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Thái Trinh Vlog. Hôm nay mình sẽ quay video làm một món ăn mới cho các bạn xem, đó là món nghiêu hấp xiêm cay. Đây, nguyên liệu mình đã mua sẵn rồi, rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành làm cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt ớt ra nha. Cắt ớt như thế này cho những cái dơ của nó một hồi nó sẽ nhả ra sau 30 phút. Tại vì nó rất là nhiều sình, cho nên mọi người phải làm như vậy nha. Càng nhiều ớt thì càng tốt, thì hôm nay mình chỉ có một ký nghiêu thôi, cho nên là mình chỉ sử dụng có bao nhiêu cái ớt thôi nha. Khoảng tầm 30 phút là được. Như đây là ăn là hai đứa ăn mặt sữa nè. Quá bề bộn rồi các bạn ơi. Một ớt sạch quá. Nên là xả, bằng xả. Giữa khuya rồi mà đập cái kiểu này càng sớm quá. Qua đó nó chửi quá. Tại vì ban ngày mình đi làm, mình đi mình mới có rảnh để mình quay clip. Clip này là coi cái món này mình học ở trên mạng nữa, chứ mình cũng không làm cái gì này. Để sớm vô cho nó thơm nước. Sắc ớt. Sắc hết nguyên đống ớt này ăn cho cay xé lưỡi. Gia sư đứng kế bên đó các bạn ạ. Chứ mình làm được không? Em thích ăn nước mắm, mình chế miếng mắm vô đi rồi được rồi. Mắm cho lên đó đó. Khoảng nửa muỗng canh này nè. Bỏ ớt cho nè nha, nó thấy ớt nào chưa? Thì ăn là đúng cay rồi, mình hồi mình còn bỏ thêm bột ớt cho các bạn, cái này chưa đúng cay đâu. Rồi đầm thêm ớt khô vô nha, cho nó cay hơn nha. Nên đi mua bột ớt rồi, tối có tiệm nào bán bột ớt á, mình chơi ớt. Sẽ đậy nắp lại đợi khoảng chừng 5 phút nữa đi là đó mình sẽ bỏ thêm rau vô. Ui, bắt đầu nó cảm thấy nó nồng quá, nồng rồi nè, kiểu này chắc là nó nổi. Bốn phút đã trôi qua bắt đầu sắp sửa ăn được rồi đó các bạn. Wow, bài bố quá. Bây giờ là làm nước muối tiêu chanh để chấm nha. Chấm muối tiêu chanh nó mới ngon. Giờ sẽ tiêu. Nhà không có mua tiêu sẵn mà phải xay gì.
đầu giờ xay cho giữ rồi có một tiếu cái xe tiêu nó đi hư rồi xay nó người hiền thật. Rồi giờ mình sẽ bỏ thêm miếng đậu găm vô xem thôi. Rồi món nghêu của mình đã xong các bạn. Giờ mình sẽ bưng ra ngoài thưởng thức cho các bạn xem. Đây là món siêu cay. Chục trái ớt à, 20 trái ớt. Đây, quá hấp dẫn. Mình biết sao ăn này. Nghe cái mùi là được, là cay lắm. Rồi bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Thử một miếng coi nó cay nè. Đây có miếng này miếng ớt nhiều. Đây miếng này ớt nhiều. Trời ơi, hơi dính ớt. Thử hấp miếng nước của nó là sao nha. Ôi da, quá cay rồi các bạn ơi. Giờ bây giờ mình chấm cho miếng tiêu thử nha. Ôi, con nghêu này nhỏ quá các bạn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thêm một miếng nha. Dạ em dùng thử miếng quý. Ăn thử đây. Nè em ăn thử miếng. Nên miếng này nha. Được, miếng này bớt bớt cay nha. Siêu cay mà. Rồi cảm giác sao? Cay quá. Ngon mà cay quá. Là, bây giờ mình ăn hết cái dĩa này là tối này mình ngủ ngon rồi nè. Làm con nữa sao? Em làm con. Cái này lưỡi em luôn nè. Em hấp miếng nước á. Coi vậy chứ cay lắm các bạn, tại nãy mình để ớt, một ớt hơi nhiều á. Không có để một ớt, tại bà đưa ớt thôi, để ớt trái thôi. Mình kêu ông anh xuống ăn thử cái món ăn của mình làm nha. Thơm quá. Để coi cái ý kiến của ông anh mình như thế nào các bạn. Rồi ăn thử. Húp miếng nước luôn. Rồi ý kiến anh. Ngon không? Anh nên húp thử miếng nước nè. Húp miếng nước đi. Đây là đúng là cái món này là cái món siêu cay đó các bạn ơi. Tuy nó không, mình nhìn thấy không có cay cho lắm nhưng mà ăn vô rất là cay. Không có nổi em. Không có nổi luôn á. Thì thôi mang con đi rồi cũng đừng hết nước. Nước chắc nước này chắc bỏ quá. Nhưng mà đang đang được cái này. Mày phải ăn. Hấp cái nữa mà. Em cũng bỏ cuộc luôn em. Hấp cái nữa. Cảm thấy sao anh? Ngon nhưng mà cái này bỏ hết mà hết nổi vậy được. Tại vì em tính làm siêu cay để cho các vị khán giả coi đây, thử thách coi mình ăn được độ cay vừa ớt trái mà vừa bột ớt luôn.
sắp hết rồi bạn ơi, còn nửa nồi nữa. Mình sẽ cố gắng mình ăn hết cái này rồi mình sẽ đi ngủ. À, ông anh Hòa ông ăn không nổi, ông mới đem nước ra uống. Gì đó. Đó sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Quá cay. Nè, chiếu vỏ mình coi nè. Này nguyên đống vỏ này, chiến trường này, ăn hết hà luôn. Cái này nó chấm vô. Còn nguyên trái ớt luôn đó. Tiêu xanh. Em cắn ớt đi anh. Này mà cắn ớt là vẫn mỏi luôn. Quà ăn cay rất dở nhưng mà anh cũng vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Chiến đấu tới thời hơi cuối cùng. Đó, đây cảm giác ăn mà đó mồ hôi. Quá. Ê, đúng không? Ê. Ăn mà anh đổ mồ hôi rồi đem nước ra uống luôn à. Cuối cùng ba người cũng chiến đấu xong một tí nghiêu. Anh ăn đi, anh đem nước cho anh ăn nè. Thôi là cái này không phải một ớt, một ớt thì ăn. Đúng rồi, một ớt là gì? Một ớt là đỏ tươi nguyên cái nồi luôn á. Thấy đỏ anh xin vậy đó ha. Nói là khỏi cần tha son cũng đỏ luôn. Ồ, anh ăn nhiệt tình quá. Đã ngon. Người món anh Hoàng muốn ăn món gì anh Hoàng? Thôi chắc mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu mà cảm thấy video hay thì các bạn hãy bấm like và ủng hộ kênh để kênh mình phát triển thêm những video mới nha các bạn. Rồi, chúc các bạn một tối vui vẻ nha. Anh ba ăn cái giò vô luôn. Rồi tạm biệt mọi người nha.